Đại nhân, cái vụ án Hỏa Long đó điều tra ra rồi. Phải chăng đại nhân định trở về phủ hả? Mặc dù vụ án đã kết thúc, nhưng mà Hỏa Long đó vẫn còn lộng hành ở Dương Gian. Làm sao bổn phủ ngang nhiên bỏ về được? Cái vụ án của Hỏa Long quả thật đặc thù, lại liên lạc tới âm dương hai giới. Đại nhân đã làm tròn bổn phận với Dương Gian rồi. Còn chuyện hàng ma phục yểu thì Thiên Sư Trung Quỳ tự nhiên cứ xử sự. Đại nhân, nếu như em không yên tâm, chuyện chỉ có thể ở lại đây giúp Thiên Sư phục yểu. Hỏa Long đã thoát khỏi địa phủ, không thể nào Thiên Sư không biết. Vì việc hàng ma phục yêu, tin chắc rằng trong một hai ngày thôi, mình phải chờ thêm vài ngày nữa đi. Đại nhân, hiện tại Hỏa Long xuất hiện nhất định sẽ lạm sát nhiều người để hạ cái căm tức. Quả thật triển chiêu lo an nghi của đại nhân. Triển hồi vệ nói rất đúng, đại nhân cũng nên sớm trở về Khai Phong phủ. Hảo ý của các người bổn phủ hiểu rõ, nhưng mà các ngươi đã theo bổn phủ nhiều năm, đều hiểu rõ tâm ý bổn phủ. Hỏa Long còn chưa thâu phục được thì bổn phủ tuyệt đối không rời khỏi. Hỏa Long, ngươi đến đây làm gì? Làm những điều mà ta cần phải làm. Những kẻ mà hủy hoại trí tâm của ta đều phải chết. Ngươi đã làm đủ điều xấu, rồi còn đâu mà trí tâm nữa chứ? Xem ra những người trong danh sách ta phải giết, lại thêm một tên Triển Chiêu. Bữa nay ta nhất định phải đưa ngươi xuống âm gian địa phủ. Ngừng tay! Bao đại nhân, mình đã gặp nhau nữa rồi. Hỏa Long, người lén trốn địa phủ đã là sai trái, còn định làm gì nữa đây? Tất cả những gì ta đã làm, hiện tại ngươi không còn tư cách phán xử ta nữa. Ta đã nói qua, ta không thể nào dễ dàng bỏ qua được đâu. Bữa này đúng là lúc mình phải thanh toán rồi đó. Cẩn thận! Đại nhân, không sao chứ? Hỏa Long đã nổi tánh cuồng loạn, nếu mà không chém được hắn, e rằng còn phải có nhiều người chết thêm nữa. Giết bao chuẩn đi, giết bao chuẩn đi. Đại phu nhân, tôi lại xói lộ đây. Về chuyện đại viên ngoại tự vẫn, tôi đã hiểu rõ rồi. Xin đại phu nhân đừng đau lòng nữa, phó mặc tự nhiên đi. Ta biết rồi, ta sẽ đi bái tế ông. Sư muội, em coi nè, anh đã mua hai khúc tơ lụa cho em. Anh phải sửa soạn cho em thật là đẹp, rồi anh dắt em ra khỏi hang đá Thanh Tuyền này. Trung Thiên Sư nói ông đích thân đưa cái hồn của em Hoàng Dương. Em phải chờ thêm 3 ngày nữa, 3 ngày sau em được Hoàng Dương rồi. Tại sao bà lại giọng trống vậy? Tôi phải gặp ba đại nhân, tôi phải gặp ba đại nhân.
Đại phu nhân, tại sao mà gặp Bao đại nhân? Chồng của tôi chết thiệt là quan ức, tôi phải nhờ Bao đại nhân giải quan. Vậy quần lắm đó. Nè phu nhân, phu nhân. Đại nhân mời. Bao đại nhân thiệt là quan lắm. Bao đại nhân thiệt là quan lắm. Người hãy lui đi. Dạ. Đại phu nhân, người bị oan ức gì đây? Bao đại nhân, chồng của tôi chết oan, xin ông hãy giải oan giùm cho dân phụ. Đại ngạn không phải đã tự giận chết rồi hay sao? Dạ không, ông là bị ngoại long hại chết. Ngoại long kia quả thật đã bắt đầu hại người. Bao đại nhân, xin ông hãy giải oan ức cho dân phụ. Cảnh ngộ của người bổn phủ rất cảm thông, nhưng vì cái vụ án này bổn phủ không thể thụ lý, bởi vì ngoại long bây giờ là ma, không phải là người. Vậy thì chồng của tôi ở dưới lòng đất phải cầm ngầm chịu quan hay sao? Đại phu nhân, âm gian địa phủ đã có chung quỳ thiên sư chấp pháp, ngoại long kia làm hại nhân gian, ắt sẽ bị dắt trở về địa phủ xử trị, thì đại ngạn chồng bà sẽ được giải mọi oan ức. Không được, tôi phải trả thù. Đại phu nhân, bà là người, hắn là ma, thì làm sao trả thù được? Tôi sẽ có cách. Ngươi cứ nói thử coi, có thể bổn phủ sẽ giúp cho ngươi được một sức. Đại phu nhân, họ đã theo gót bổn phủ nhiều năm, bà có việc gì cứ việc nói đi. Bao đại nhân, dân phụ không phải là đa nghi, nhưng mà những cách tôi nghĩ ra không tiện nói ra ở trước mặt bao nhiêu người. Nếu đã như vậy thì hai người hãy lui ra ngoài đi. Đại nhân, chúng tôi, đại nhân đã từng bị ngoại long đánh lén, mình không thể nào đề phòng sơ sót đâu. Dạ phải. Không sao đâu, cứ lui đi. Dạ. Đại phu nhân, đứng dậy đi. Tạ đại nhân. Bây giờ có thể nói được rồi. Bao đại nhân, lúc ngoại long còn sống đã từng muốn xâm chiếm dân phụ, hắn giết chết chồng của tôi đại ngạn, có cũng chỉ là muốn chiếm đoạt tôi. Cho nên tôi phải lợi dụng cái nhược điểm của ngoại long, giết hắn bất ngờ. Đại nhân, hồi nãy ta ở ngoài thấy hành động ngươi khả nghi, ta thừa biết là chắc chắn có chuyện. Đoán hồng, tại sao ngươi phải ám sát bổn phủ? Ám sát Bao đại nhân không phải là ý của dân phụ, tôi đã bị vong hồn của ngoại long thao túng. Nói toàn láo khoét, ám sát đại nhân khó thoát tội chết. Đại nhân, thì ông cứ xử tử tôi đi, để tôi có thể theo gót chồng của tôi. Chuyển hộ vệ thả bả ra. Đại nhân, thả bả không khác gì thả hổ dây chuột. Đại nhân, hay là cái tạm giam bả trước đi, chờ hạ ngọa long rồi mới thả bả ra. Đoan Hồng là kẻ vô can, bổn phủ không muốn khó dễ với bả. Đoạn Hồng, bà đi đi. Bao đại nhân. Đi đi. Tạ Bao đại nhân. Đại nhân,
Ông làm như vậy thì là quá nhân từ. Đoạn hồng kia bất quá chỉ là bị quan hùng của Ngoại Long sai khiến. Một người đàn bà tội nghiệp như vậy đâu cần đối đãi khắc khe với bà. Huống hồ chi tên Ngọa Long đó nếu như muốn giết chết bổn phủ, hắn còn có thể sai khiến người khác. Đại nhân nói rất đúng, nhưng mà nếu không triệt hạ Ngọa Long thì chẳng khác gì không thể yên ổn. Liễu Diệp Cần. Dạ có. Tên này đưa ngươi Hoàng Dương không phải là chuyện đơn giản đâu, bởi vì ngươi là tự giận mà chết, chứ không phải bị oan ức mà chết. Sự việc trùng hợp, bởi vì ta biết rõ được ngươi với sư huynh ngươi có duyên tình. Ngươi vì hắn mà bất chấp hy sinh, còn hắn lại không chê trách cái cảnh ngộ của ngươi. Ta cảm thông cảnh ngộ hai người nên mới cho phép ngươi Hoàng Dương. Tình cảnh hai người ta cảm động lắm, nên bây giờ sẵn còn tim dầu. 47-49 ngày dâm hồn của ngươi vẫn còn chưa tiêu tán, giúp cho ngươi Hoàng Dương để trọn vẹn cho các người. Tiên sư, tôi thì không biết phải cảm ơn ông như thế nào mới đúng. Muốn đền đáp ta hả? Dễ dàng lắm. Tới ngày tiết lễ, ngươi tới miễu điện hòa dâng cho ta chung rượu ngon là đủ rồi. Hoàng Dương là chuyện tốt, đừng có khóc nghe. Đại ca, tất cả đã chuẩn bị xong hết rồi, Lý Diệp cần có thể lên đường. Phú Khố đâu? Hắn đang chuẩn bị. Đại ca, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta có thể lên đường. Phen này không phải là đơn giản đâu, trên đường đi phải cẩn thận. Dạ, dạ. Đi lẹ đi. Mau lấy xác Liễu Diệp Cần cho ta. Nếu như ai cản trở người thì phải giết luôn kẻ đó. Hãy nhớ kỹ lời nói của ta. Dạ. Sư muội, chỉ cần thêm mấy canh giờ nữa thì em có thể hoàn dương rồi. Tới lúc đó mình có thể ở bên nhau mãi mãi, không có ai ngăn cách mình nữa đâu. Đại phu nhân, tại sao bà tới đây? Ta phải đem Liễu Diệp Cần đi. Không được, tôi không thể nào để cho bà đụng tới cổ. Hôm nay là ngày hoàng dương của cổ, nếu mà bà đem cổ đi, dòng hồng cổ tới đây không thấy cổ thì sao? Tôi không thể để cho bà đem đi đâu. Hôm nay ta nhất định phải đem cổ đi. Đại phu nhân, tôi thật tình không hiểu tại sao bà phải làm như vậy. Cổ là người tôi yêu nhất, tôi cực khổ biết mấy mới hội ngộ với cổ ngày hôm nay, tại sao bà lại phải bắt buộc như vậy? Hôm nay ta nhất định phải đem cổ đi. Không được đâu đại phu nhân. Phu Khổ, người thấy ta ở đây có phải là người cảm thấy ngạc nhiên lắm không? Ngoại Long, Liễu Diệp Cần đã chính người hại chết, vậy mà người vẫn còn bắt buộc cổ, không chịu buông cổ. Rõ ràng tội ác của người không thể buông tha được. Ngoại Long ta tung hoành giữa trời dưới đất, có tội thì sao, mà vô tội thì sao? Tha thứ cho ta thì sao, còn không tha thứ cho ta thì sao? Để ta làm xong hết mọi chuyện, ta phải giải người xuống địa phủ mới được. Mau tránh ra cho ta. Được. Đầu tiên phải giao cái xác Liễu Diệp Cần người ta trước đi. Ngươi đừng cố hòng nhớ.
Sư muội. Sói lộ, nhưng mà đem cái xác của Liễu cô nương đi đi. Dòng hồn của ta ngoại lòng đã điều khiển, và hắn muốn chiếm đoạt Liễu cô nương nữa. Còn ba, hay là theo chúng tôi trốn luôn đi. Ta không thể nào tránh được ngoại lòng đâu, nhưng mà ta có thể giúp bọn người cản hắn lại. Vậy tại sao phải bắt bà giúp cho chúng tôi vậy? Đừng có nói nữa, ngươi hãy mau đi đi, ngoại lòng sắp sửa tới đây rồi. Ta đã bị cái hồn của ngoại lòng khống chế ta. Bây giờ ta đã có cơ hội tự kết liễu rồi. Ta có thể ở dưới suối giận cùng với chồng của ta là Đại Ngạn giữ trọn tình duyên. Đó chính là cái tâm nguyện của ta. Nhưng mà tôi... Đừng có nói nữa. Ngươi vì người yêu của ngươi mà sống, ta vì người yêu của ta mà chết. Ngươi mau đi đi, nếu còn chần chừ sẽ không có kịp đâu. Đúng không? Cái xác Liễu Diệp gần đâu? Tôi không biết. Tàng phải kêu người mang tới tàng hay sao? Đỗ Hậu, Đỗ Hậu, Đỗ Hậu, tại sao người phải đối đãi ta như vậy? Tôi phải đi gặp Đại Ngạn. Đỗ Hậu, ngươi tội gì phải làm như vậy chứ? Thành Y, có phải ngươi đem cái hồn của Cổ Hoàng Dương không? Hồn của Liễu Diệp Cần đang nằm trong tay của Ngọa Long. Vậy tính sao? Sao bây giờ? Nếu qua khỏi đêm nay rồi, Cổ đâu có Hoàng Dương được. Xem ra mình phải nhờ đại ca ra mà để chế ngự Ngọa Long cứu thoát hồn của Liễu Diệp Cần. Sư muội, sư muội, sư muội. Diệp Cần à, đừng rời khỏi ta. Thả tôi ra. Sư huynh đã giữ cái xác của tôi 7749 ngày rồi, chờ tôi Hoàng Dương nữa. Diệp Cần, người đừng rời khỏi ta, mà cũng đừng bắt mưu. Đưa người Hoàng Dương thì bắt quay lại cái bẫy của Trung Quyền, dài ta xa lướt. Xác của người đã nằm trong lòng đất từ lâu lắm rồi. Tôi nhất định phải gặp sư huynh. Hắn đã chạy xa từ lâu. Dù cho là thiên nhai hải ngạn, tôi cũng phải nhất định tìm được ảnh. Dù kiếm được thì sao? Tụi ngươi vĩnh viễn bị âm dương xa cách. Diệp Cần, hãy ở bên cạnh của ta đi. Ta sẽ thương người mãi mãi. Tôi hận ông. Ta biết người hận ta lắm. Nếu như không hận ta thì không thể nào giết ta trước, tôi lại tự dẫn sau. Hận một người đó, đó là tình yêu người đó. Ta biết lý do người hận ta là chính vì người không muốn có người đàn bà khác với ta, phải không? Nhưng mà hiện tại trong lòng của ta chỉ có người thù, không có điệp gì, chỉ có Đoạn Hồng. Ta chỉ có mình người thù. Ta thật sự chỉ có mình ngươi mà thôi. Đừng!
Sư muội. Hồng Nhi, Tướng Công. Hồng Nhi, Tướng Công, rốt cuộc thì mình cũng đã gặp được nhau rồi. Đúng vậy, Ngoại Long còn làm khó dễ em không hả? Chỉ cần là ở lại được bên cạnh với anh thì tất cả đều không cần thiết. Hồng Nhi, chị Điệp, chị Điệp, thiệt không ngờ ngươi cũng tới đây. Thiệt là không ngờ mình lại gặp nhau ở địa phủ. Nhưng mà Ngoại Long vẫn còn hoành hành ở Dương Gian. Ngoại Long không có ở đây, ta thấy thoải mái hơn nhiều. Ngoại Long còn ở nhân gian hoành hành bá đạo, không lẽ không có thiên binh thiên tướng thu phục được hắn hay sao? Ngoại Long đã gây nhiều tội ác, trước sau gì cũng phải xuống địa ngục. Chị xin chị dừng bước. Tôi cũng biết chị hận hai vợ chồng của tôi lắm, nhưng mà bây giờ chúng tôi đã trở thành cô hồn rồi, thì mọi sự ân oán ở tiền kiếp nên kết liễu hết đi nha. Đúng vậy, tôi không nên hận các người. Nếu muốn hận là hận chồng của tôi. Tôi đã làm lỡ, tôi tưởng rằng hắn rất chung tình với tôi. Rất tiếc đàn ông trong thiên hạ không có ai tin tưởng được. Thật ra kẻ đã hại hắn vong hồn tiêu tán chính là tôi. Đó chính là quan nghiệp tiền kiếp. Bây giờ hắn đã trốn ra khỏi địa phủ, đang làm điều ác ở Dương Gian. Các người đã bị chết trong tay của hắn, phải không? Ngoại Long đã trở thành yêu ma quỷ quái, hắn ở trên Dương Gian, trước sau gì cũng phải bị bắt trở về đây. Khấu kiến thiên sư, những gì các người nói lúc nãy ta đã nghe rõ hết rồi. Mọi sự oan ức của tiền kiếp đó cũng chỉ là như mây thoáng qua thôi. Các người biết xóa bỏ hết việc đó coi như cũng là quý lắm. Thiên sư, có phải ông đã bắt được Ngoại Long không? Không lẽ các ông cũng đấu không có lại hắn? Không đâu, mọi sự đã đầy đủ, chỉ thiếu các người thôi. Nếu muốn nói tiêu diệt Ngoại Long thì còn phải nhờ tới hai người giúp đỡ. Chúng tôi giúp được điều gì? Khoan hỏi đã, đi theo ta. Diệp Cần à, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta nha. Ông buông tôi ra đi. Hãy nghe tôi nói đi. Buông tôi ra đi. Hãy nghe tôi nói mà, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta. Diệp Cần, hãy nghe tôi nói. Diệp Cần à, hãy nghe tôi nói. Thank you.
Sư, Hoa Long đã bị tiêu diệt rồi, thì mọi việc trở lại sáng tỏ. Bao chuẩn xin bay biệt tại đây. Bao đại nhân, mặc dù là Hoa Long đã bị tôi tiêu diệt, nhưng mà còn việc Liễu Diệp cần Hoàng Dương chưa xong. Cáo từ. Sư muội, sư huynh, sư muội, sư huynh, sư huynh, cái mà đang thấy chỉ là cái vong hồn của em. Mình đã bị âm dương ngăn cách. Em đừng xa cách anh nữa nha, chịu không? Sư huynh, hy vọng là sẽ quên em và nên sống lại đàng hoàng. Không được, anh vẫn chờ em ở đây. Anh vẫn chờ em ở đây. Em có thể gặp được anh thì em đã thỏa mãn lắm rồi. Bắt đầu từ nay, mình đã người ma khác biệt, không hẹn tái ngộ. Sư muội, sư muội, sư muội, sư muội,
Bây giờ đây ta mới hiểu được hỡi thế gian yêu là thế nào. Mình hãy trọn vẹn cho bọn hắn đi. Bố Liên Hoa hội trận giúp cho Liễu Diệp Cần Hoàng Dương. Sư muội, sư huynh, huynh, ta xem lại được ở chỗ này. Sư muội, sư huynh, sư muội, em sống trở lại được thì hay quá, hay quá. Sư huynh, sư huynh, ta xem lại được ở đây vậy. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Sư huynh, sư huynh, anh làm cái gì vậy? Đừng có nói nữa. Sư huynh, đừng rời xa anh nữa nha. Đại nhân, đại nhân, bức họa này bất luận tướng mạo, sắc thái, dáng vẻ giống hệt như thiệt, vẽ thiệt là hay quá. Bổn phủ không hề ngắm tranh, chỉ vì vụ án Tử Hà Quan. Sau khi thiên sư Chung Quỳ tiêu diệt được Ngọa Long xong, bổn phủ mới chịu ngắm bức họa này để làm truy điệu. Kính bẩm đại nhân, hướng soái lộ Lý Diêu Cần xin gặp. Không biết tại sao hai kẻ đó đi rồi lại trở về. Dẫn vào đây. Dạ. Thảo dân hướng sơ lộ. Dân nữ Lưu Diệp Cần khấu kiến vào đại nhân. Hai người tới gặp bổn phủ có chuyện gì đây? Bao đại nhân, Diệp Cần cổ. Dân nữ tới đây là xin đầu thú. Tới đây đầu thú à? Hồ Bao đại nhân, chính tay của dân nữ đã giết chết sư phụ của mình, không dám sợ tội bỏ trốn, nên mới tới đây để mà đầu thú nhận tội. Liễu Diệp Cần, Ngọa Long kia lúc còn sống lẫn sau khi chết tội ác tày trời, hiện nay đã bị Chung Thiên Sư tiêu diệt. Ngươi đã được phước hạnh trùng sanh, thì cần gì tới để gặp bổn phủ nữa? Bao đại nhân, tôi và Diệp Cần muốn ẩn danh mày tánh, lãng du thiên nhai. Nhưng mà Diệp Cần còn e sợ Ngọa Long, dòng hồng chưa tan trở lại quấy nhiễu, trong khi lương tâm bất ổn, đã từng giết người. Nếu vẫn còn sống ngoài vòng luật pháp, thì suốt đời lương tâm bị khiển trách, ăn ở không yên. Công Tôn tiên sinh, có học sinh, theo ngươi nghĩ Ngọa Long tiểu đạo đó còn có thể trở về phá rối nữa không? Theo ý của học sinh, nghĩ rằng người chết thành ma, ma chết thành khói, Ngọa Long tiểu đạo đó đã tiêu tan ở trong âm dương hai giới rồi. Nói vậy là sao? Bẩm đại nhân, người chết rồi, ba hồn bảy vía rời khỏi xác trở thành ma. Ý có câu: người chết thành ma, ma chết thành khói, đó là vong hồn để tiêu tan, đã bị bể nát hết, không có lộng hành được. Bao đại nhân, vậy thì dân nữ cũng được yên lòng. Xin bao đại nhân bắt đầu xét xử, để tôi được ấn ký chiêu cung. Diệp Cần, Diệp Cần, Liễu Diệp Cần, ngươi nên biết rằng giết người đền mạng. Diệp Cần hiểu rõ. Cuộc đời bốn phủ xử án không hề cẩu thả, nhất định phải điều tra rõ ràng. Nhưng vì
bổn phủ luôn nể trọng những người gặp khốn đốn. Liễu Diệp Cầm, ngươi đã bị thầy ngươi ô nhục thân xác trước mà ngươi lại giết chết hắn sao? Về luật, ngươi đã phạm tội giết người thì phải bị xử trảm. Nhưng vì nguyên do chính thức Ngọa Long bị chết là do vợ hắn gây ra. Ngày trước bổn phủ thấy ngươi tự vẫn ở trong rừng cây, lúc đó nhà ngươi đã thật sự chết rồi. Về lý, bổn phủ chỉ xử lý vụ án Dương Giang, nhưng ngươi đã chết rồi thì vụ án đó phải kết thúc. Đại nhân, nhưng mà dân nữ vẫn còn sống lại ở trong dân gian. Đó là kiếp số của ngươi. Ngươi với Hướng Sái Lộ tình thâm nghĩa nặng, sống chết bên nhau. Ngày trước khi thể xác của ngươi đã tiêu tan một nát, may được Trung Thiên Sư giúp đỡ cho ngươi hồi dương trùng sanh. Người của ngươi hiện tại không phải là Liễu Diệp Cần trước kia nữa. Về tình, bổn phủ đâu thể nào đối với một người mới trùng sanh đem ra xét xử nữa. Cảm ơn bao đại nhân. Mời hai người đứng lên. Cảm ơn bao đại nhân. Hai người không cần đa tạ. Nếu muốn đa tạ thì nên cảm ơn Trung Thiên Sư. Cảm ơn Trung Thiên Sư. Bao thanh thiên quả thật đúng là bao thanh thiên.